sinh vật mạnh nhất muốn thách thức Joy Boy. Kaido có thực sự là phản diện? Ayo anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Hồ Sơ One Piece. Tứ Hoàng Kaido, sinh vật mạnh nhất thế giới, kẻ được xem là hải tặc mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Người ta truyền tay nhau rằng, nếu ai muốn solo Yasuo, hãy tìm Kaido bách thú. Còn ai muốn solo hồi tưởng chi thuật, hãy tìm đến Zoro. Với sức mạnh ở cái tầm bá con mợ nó đạo, Kaido như một bad boy, không ngán bất kỳ thằng nào và ở cái thời trẻ trâu, ông từng bị chính quyền thế giới bắt giữ. Sức mạnh chủng tộc quỷ cũng như trái ác quỷ bá đạo là thứ khiến sinh vật mạnh nhất thế giới trở thành con chuột bạch hoàn hảo để các nhà khoa học của chính phủ nghiên cứu. Tuy nhiên, với bản chất bất khuất cùng phong thái vương giả, anh Đô nhanh chóng thoát khỏi phòng thí nghiệm. Trên đường chạy trốn, Kado Đô đã gặp được chân ái của đời mình, kinh hỏa hoạn. Lúc này, vẫn còn là cậu nhóc tên Albert, hai người họ đã cùng nhau thoát khỏi Pang và trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, là hậu duệ của thần tộc Lunarian. King có những hiểu biết tương đối về lịch sử, hắn đã tiết lộ cho Kaido nhiều thứ, trong đó có những bí ẩn to lớn. Vì là thuyền viên đầu tiên nên quan hệ của Kaido và King hỏa hoạn cũng rất đặc biệt. Và trong video hôm nay, mình sẽ nói về ba vấn đề, đó là quan hệ của Kaido và King sâu sắc thế nào. Thứ hai là bí ẩn xoay quanh vị tứ hoàng và Joy Boy. Cuối cùng là Kaido đang được Oda xây dựng ra sao. Cụ thể như thế nào, anh em hãy cùng mình đến với video hôm nay để làm rõ những chủ đề thú vị đấy nhé. Action thôi! Đầu tiên, ở Chap 1035, King hồi tưởng với lúc anh ta đi cùng Kaido, cả hai đã phá hủy phòng thí nghiệm Pang Hazard và thoát khỏi tay chính phủ thế giới. Đến chap mới nhất, tức chap 1036, một lần nữa ta thấy được sự đặc biệt trong mối quan hệ của King và Kaido khi tam tai mạnh nhất lại gọi thuyền trưởng của mình với kính ngữ Sang thay vì Sama. Những kính ngữ này chắc không quá xa lạ với anh em Wibu chúng ta. Theo đó, Sang là từ dùng để gọi người thân thiết với mình theo một cách tự nhiên và gần gũi nhất. Đang lấy một thuyền viên như King thì nên gọi sếp của mình là Sama. Chưa kể, Chap 1036 có một đoạn flashback ngắn về cuộc hội thoại giữa anh Đô và thằng đệ của mình. Ta có thể thấy lúc này, Kinh đã khoác lên bộ đồ đen thương hiệu, nhưng anh ta không đeo mặt nạ và thực chất họ đang uống rượu trong căn phòng chỉ có hai người, nên Kinh mới thoải mái như vậy. Qua lời nói, ta thấy tên Okaban này cực kỳ tôn trọng Kaido. Nói không ngoa khi bảo Kaido là người đã remake lại cuộc đời của Kinh. Nếu không có vị tứ hoàng này thì không có cái tên Kinh hỏa hoạn mà chàng trai Albert kia vẫn bị hành hạ, giam cầm và nghiên cứu bởi bọn chính phủ thế giới hai người họ đã cùng nhau tạo dựng một băng bách thú hung mạnh như ngày hôm nay. Ngoài sức mạnh tuyệt đối của bản thân vị tứ hoàng, thì ta không thể phủ nhận công sức của King. Anh ta là cánh tay phải đích thực của Kaido, với đầu óc tinh tường cùng khả năng phán đoán ở cái tầm good job. Từ việc mượn danh triệu tập 6 Tobi đến khống chế tình hình chiến trận, King đều làm rất tốt. Và nếu để ý, ta sẽ thấy một sự trùng hợp không hề nhẹ giữa bộ đôi Kaido King và Luffy Zoro. Xuyên suốt đoạn hồi tưởng về sinh vật mạnh nhất, ta thấy ông có nhiều điểm chung với Luffy. Họ luôn nở nụ cười trên môi kèm với sự lạc quan và khao khát rất lớn cho ước mơ làm vua hải tặc. Tuy dần dần anh Đô đã thay đổi khá nhiều, trở thành một kẻ tàn ác hơn, nhưng phần nào đó bản chất thuần túy của Kaido vẫn rất tương đồng não cao su. Về phần rồi và King, chính Oda đã xác nhận sự giống nhau của họ qua lời hứa với thuyền trưởng của mình. Không hẹn mà gặp, hai ông thần đã thốt ra những lời hứa y chang nhau. Đọc xong mình còn nghi ngờ, có khi nào Oda lại cosplay hải quay sai. Lấy lý do kinh từng XYZ với cô gái nào đó ở Wano, rồi cô ta bỏ trốn vì lỡ có tình cảm với bọn muốn chiến quốc gia mình. Vậy là King lại làm cha Zoro. So với độ tuổi thì họ cũng khá hợp lý. Nhưng mình đùa đấy anh em ạ. À, xảy ra thể áo nào được khi tảo đấy có cánh lại hướng như đờ bờ. Nhìn phát biết không có năng khiếu làm phi công. Đôi một tí thôi, chúng ta hãy cùng quay lại với câu chuyện. Rõ ràng sự giống nhau giữa hai bộ đôi là không phải bàn cãi. Rất có thể, Oda đang muốn xây dựng Kaido và King thành mặt tối của Luffy và Zoro. Cùng xuất phát điểm và mục tiêu, nhưng cả hai lại đi theo những con đường khác nhau. Nếu xem Luffy là Joy Boy, thì Kaido sẽ là một Joy Boy lạc lối. Tổng quan lại, thì thuyền trưởng Bách Thú và chỉ huy số 1 của mình có mối quan hệ thực sự khăng khít như hai anh em hơn là quan hệ sếp và đàn em. Là một nhân vật còn rất trẻ khi băng rốc xưng hùng xưng bá, chắc chắn tứ hoàng Kaido không có địa vị quá lớn trong băng. Ông cũng chưa đến hòn đảo cuối cùng, nhưng trong năm 1013, lúc đó nã cao su trượt chân cắm đầu xuống biển, Kaido đã cảm thán rằng Luffy có lẽ cũng không phải Joy Boy. Việc Kaido biết về Joy Boy là một dấu hỏi tra bá tại thời điểm ấy. Tuy nhiên, câu trả lời đã được giải đáp trong chắp 1036 khi King và Kado nói về Joy Boy. Theo đó, King hỏa hoạn từng nghĩ anh Đô là con người trong truyền thuyết kia. Với việc thu nạp được thằng đệ là hậu duệ thân tộc Luna, Kaido nhờ đó biết được rất nhiều bí ẩn của thế giới. Trong quá khứ, Lunarian được gọi là chủng tộc thần thánh, nên việc họ có liên quan đến vương quốc cổ hay hiểu biết về lịch sử thì cũng không có gì lạ. Có lẽ có nhiều tài liệu của người Luna đã ghi chép lại nhiều bí ẩn thế giới và King đã đọc hoặc nghe về chúng, nhìn phong cách, đầu óc và sự điềm đạm của Onstain này. Có thể anh ta là người thông minh và uyên bác, Thế nên, ngoài một số thông tin về Joe Boy ra, thì mình tin tầm quan trọng của xứ sở Samurai cũng là một trong các bí ẩn mà King đã nói với thuyền trưởng của mình. Ta đều biết rằng, Oden từng cố gắng mở cửa Wano để chờ đợi một con người, người sẽ mang bình minh đến thế giới. Vợ của ông, tức phu nhân Toki, cũng du hành thời gian để tìm đến Wano. Nhất định đến nước này là mấu chốt quan trọng để giúp một Joe Boy hoàn thành trách nhiệm trong lời tiên tri. Kaido từng nói, ông chọn Wano bởi một lý do gì đó. về tình hiệu chiến và thích va chạm của mình, Át à hẳn, Kaido rất hào hức được gặp và đánh nhau với con người trong truyền thuyết kia. Ở chap 972, Oden đã nói về việc Joy Boy sẽ xuất hiện sau 20 năm. Lúc đó anh Đô không hề có cảm xúc gì. Đây quả là một pha spoil của Oda về việc Kaido biết về Joy Boy. Thế mà đến nay chúng ta mới nhận ra anh em à. Mình tin rằng sinh vật mạnh nhất thế giới biết mình không phải Joy Boy. Bằng chứng là vị tứ hoàng đã hỏi King, cậu vẫn nghĩ ta sẽ tạo ra thế giới như vậy sao? Có thể Kaido đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Ross, cùng với đó là dòng máu Oni chảy trong huyết quản, khiến thầy đồ âm nhạc hiểu bản thân không phải là người mang đến bình minh. Đồng thời, ước mơ của sinh vật mạnh nhất thế giới cũng đi lệch với những truyền thuyết về Joy Boy và tương lai thế giới. Từ đó, ông cũng quyết tâm cố thủ Guado để chờ ngày đối mặt với con người trong lời tiên tri. Quay lại thời điểm 2 năm trước, khi trận chiến Marineford nổ ra, cuộc so kè giữa dâu trắng và hải quân đã khiến Kaido thích thú. Vị tứ hoàng đã cùng kinh bay đến tổng bộ, nhưng trên đường đi, họ bị cản lại bởi xanh tóc đỏ. Bị một thằng nhóc tân tứ hoàng chặn lại, kiểu dưới anh đô trả hăng máu đánh nhau. Chưa kể, ông ta và King đều biết bay, ông chú Sainz thì chỉ cosplay dương quá, chứ làm gì có xạ điêu. Tuy nhiên, một ngày sau sự kiện ấy, bằng tóc đỏ vẫn đến tổng bộ mà không có lấy một vết xước. Vậy Sainz làm thế nào để cản được sinh vật mạnh nhất thế giới mà không bị thương? Rất có thể, ngoài giao lưu bá khí nhẹ nhẹ như những gì mấy ông tứ hoàng hay làm khi gặp nhau, thì ông chú tóc đỏ còn giải quyết vấn đề bằng một câu nói đơn giản là Ace không phải người ông cần tìm. Họ quyền từng đến Wano và đấm bay tượng đầu rồng. Cùng với hành động bảo kê một cậu nhóc của bố già và việc hải quân công khai xử tử Ace một cách rầm rộ đã khiến Kaido nghi ngờ rằng hỏa quyền là Joy Boy. Tất nhiên, mình không phủ nhận việc Kaido muốn đích thân hạ dấu trắng một tượng đài của giới hải tặc lúc bấy giờ. Nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do, quan trọng là Kaido muốn gặp Joy Boy. Nhưng Sans đã xuất hiện và nói rằng Ace không phải người Kaido cần tìm. Điều này giải thích lý do tóc đỏ đến tổng bộ nhanh đến vậy. Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết cá nhân thôi nha anh em. Ta chỉ có thể tham khảo vì đứng trước ông trùm hủy duyệt giả thuyết Oda-sensei thì ra ba cái dự đoán này tuổi beef anh em ạ. À. Tiếp tục nào với những gì đã thể hiện, dường như Kaido bách thú không giống một nhân vật thuần phản diện như Joden hay Akainu. Ông ta rõ ràng rất có tinh thần thượng võ. Đối với Kaido, một khi đã chiến thì phải chấp nhận mọi yếu tố tác động bên ngoài. Như lần Odin bị móc lốp, vị tứ hoàng đã lập tức gõ đầu huyền thoại samurai. Dù vậy, ông ta cũng giết luôn bà lão dám thông cạnh bánh sai kia. Khi xử tử Odin, Kaido cũng dành hết lời tôn trọng cho đối thủ và đích thân sử tử huyền thoại của Guano có lẽ tại lúc đó chỉ có Kaido xứng đáng giết oden chứ không phải orochi hay bất kỳ tên lính nào khác vị tứ hoàng này cũng tôn trọng yêu cầu của đối thủ khi cho cử hồng bao chạy thoát có thể nói dù được xây dựng là một phản diện nhưng thầy đô âm nhạc lại chơi rất đẹp anh em ạ chứ không như bọn rủ solo fife nhưng toàn vô làm màu ngoài ra quan tâm cấp dưới cũng là thứ tạo nên sự khác bọt của tứ hoàng Kaido. ông rất xem trọng những thuộc hạ thân cận đặc biệt là all star ông cũng tôn trọng ước mơ con gái mình và luôn miệng gọi yamato là thằng con nếu bạn nào nói rằng Kaido máu lạnh khi ra tay tàn nhẫn với con gái, nhưng có chắc ông ta độc ác khi tống Yamato vào hang động cùng với ba samurai. Rất có thể, Kaido biết chắc họ không làm hại một đứa bé. Hơn ai hết, anh Đô là người hiểu rõ tinh thần samurai là như thế nào. Chưa kể, ông là người đánh bại ba đại kiếm sĩ kia. Qua trận chiến, Kaido cũng phần nào cảm nhận được kiếm đạo của họ. Còn khi solo trên đỉnh Oni, Yamato luôn miệng bảo sẽ trở thành Oden, nên Kaido mới dốc sức gõ con gái mình như thế. Ông ta không máu lạnh, mà là quá tôn trọng đối thủ. Cái danh Odin thực sự rất nặng. Yamato nói ra được, thì phải chịu được sức nặng ấy. Lúc giao đấu với cửu hướng bao hay siêu tân Tinh, vị tứ hoàng cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân bị hội đồng với ông ta tận hưởng cuộc chiến mới là điều đáng quý. Trong đoạn cuối chap 1036, ta cũng thấy sự hưng phấn của Dovalu. Hai người họ đấm vào mặt nhau rồi cười như phê cỏ. Luffy chưa bao giờ có cảm giác như vậy với một boss ác trước kia. Cậu thường chiến đấu với phản diện chính trong trạng thái cảm xúc tức giận. Chỉ riêng Kaido khiến Luffy phấn khích. Dù trước đó cậu cũng sôi máu khi chạm mặt sinh vật mạnh nhất thế giới. Người ta thường nói không đánh không quen biết. Kaido và Luffy cũng vậy. Phải chăng Oda sẽ cho Kaido một vai trò gì đó quan trọng hơn việc làm phản diện? Vì trong một ác lớn như thế này thì việc xác định ai là phản diện cuối cùng khó chả khác gì làm crush thích bạn vậy. Với những gì Kaido và King đã thể hiện cũng như những bí ẩn xoay quanh bộ đôi này, mình cực kỳ hy vọng Oda có thể cho họ quay đầu là bờ hay đại loại như thế. Đặc biệt là hai nhân vật này quá có tiềm năng để trở thành một cái gì đó, mà cái gì đó mình cũng không biết là gì. Nói chung, Kaido và King là hai nhân vật được xây dựng cực kỳ đặc biệt, không phải chính diện nhưng cũng không hoàn toàn là phản diện. Họ giống như một phiên bản độc ác của Zoro và Luffy anh em ạ. Quả là một điều thú vị đúng không anh em? Và trên đây là video về những vấn đề xoay quanh tứ hoàng Kaido Bách Thú và Okaban King Hỏa Hoạn. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like, đăng ký kênh kèm nút chuông bên dưới để không bỏ lỡ những video sau của bọn mình hẹn gặp lại anh em trong những video sau bye bye